Wow, cái màu nó rất là đẹp luôn á cô chú anh chị. Đó. Đã chưa? Cái màu da lên đẹp ghê luôn á ta ơi. Lần đầu tiên Dung nướng bằng cái lò này nha cô chú anh chị. Mấy lần trước là nướng bằng lò điện không mà lò bự á, còn lần đầu tiên Dung nướng bằng cái nồi chiên không dầu này nè. Đây đây cái cục này nè. Dung xin kính chào và cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katira Đồ Cuộc Sống Pháp. Thì Dung mua được miếng ba rọi đó cô chú anh chị, cho nên là hôm nay Dung làm mà heo quay để ăn bánh hỏi. Dung sẽ chia sẻ với cô chú anh chị chi tiết luôn. Dung làm rất là thành công trong cái nồi chiên không dầu. Dung vui lắm cô chú anh chị. Cái chỗ này nó có cái cọng xương đó cô chú anh chị, mà Dung không có đè nó xuống được. Mình không có cái lực tay tay cho trái để mà đè nó xuống đó. Bây giờ Dung sẽ ướp gia vị lên thịt. Thì ướp gia vị thế nào và làm sao sao thì Dung sẽ làm một cái video bên cái kênh chia sẻ công thức nấu ăn nha cô chú anh chị. Mình nấu thì thành công thì Dung chia sẻ lại cho cô chú anh chị làm. Chứ mà Dung quay bằng lò, cái lò nướng á, là lúc được lúc không. Còn lần đầu tiên làm bằng cái nồi không dầu này thì rất là thành công luôn. Cái da mặt trên đó là mình sẽ đi xăm nó nha cô chú anh chị. Xăm nó xong rồi bây giờ mình mới quét giấm và muối lên. Mà có người thì người ta chỉ cho bột nở nữa, nhưng mà mình không có bột nở cho nên là mình cho giấm với muối thôi. Đây là cái nồi chiên không dầu của Dung, nhưng mà cái lòng nó nhỏ quá cô chú anh chị. Dung cho miếng thịt vô thì nó không vừa, bây giờ mình phải cắt cái góc đi bớt. Vừa nướng thịt vừa ngắm cảnh nha cô chú anh chị. Hôm nay thì Dung để cái nồi chiên không dầu ngay trước cửa sổ luôn. Cái khu vườn bên nhà bà cụ đổi màu rất là đẹp luôn á. Cái nồi chiên không dầu của Dung á là nồi thường thôi nha cô chú anh chị. Nó chỉ có cái nút chỉnh nhiệt độ và cái nút thời gian thôi, chứ nó không có nhiều chức năng giống như là nhiều cái máy của mấy anh chị ở trên YouTube. Thì họ thấy Dung thấy có chế độ nướng thịt, chế độ nướng rau gì tùm lum hết trơn à. Dung chỉnh 150 độ C và Dung sẽ nướng 30 phút đầu tiên trong cái lò này. Nó báo Dung là nó nướng xong rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ mình coi thành nhỏ nha. Tên. Wow, wow 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 wow, quá tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời. Dung lấy cái muỗng Dung gõ cho cái nĩa Dung gõ cho cô chú anh chị xem. Đây cô chú anh chị ơi, đây là sau 30 phút quay với lại 150 độ là nó ra như vậy rồi nha. Có lý cô chú anh chị ơi, nhìn là thấy ok rồi đó. Bây giờ Dung đút nó trở vô. Bây giờ mình chỉnh nhiệt độ lên 200. 15 phút. Ok. Nó báo Dung là nó nướng xong rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ mình coi thành nhỏ nha. Tên. Wow, quá tuyệt vời. Dung lấy cái muỗng Dung gõ cho cái nĩa Dung gõ cho cô chú anh chị xem. Wow, cái màu nó rất là đẹp luôn á cô chú anh chị. Đó chưa?
cái màu da lên đẹp ghê luôn á tơi. Lần đầu tiên Dung nướng bằng cái lò này nha cô chú anh chị. Mấy lần trước là nướng bằng lò điện không mà lò bự á, còn lần đầu tiên Dung nướng bằng cái nồi chiên không dầu này nè. Đó, đây cái cục này nè. À, tại vì để cái miếng da cong xuống dưới. Bây giờ Dung sẽ đi cắt. Nó giòn kháy luôn á cô chú anh chị ơi. Nó đã. Vừa được quá. Lạp bô. Lạp bô. Đây là cái phần da đây cô chú anh chị. Dùng cắn thử cho cô chú anh chị nghe nha. Nó giòn xốp xộp luôn á trời ơi, đã thiệt chứ. Ôi mấy mẹ sữa cúp rồi đó. Là s'il te plaît. Wow. Quá tuyệt vời cô chú anh chị ơi. Wow. Ê cô chú anh chị thấy cái da nó nè. Da ra da, thịt ra thịt, đã gì đâu luôn á. Mình không có tập cái lực tay mình cắt không được nè. Ôi à, cái này Dung làm thêm bánh hỏi mỡ hành nha cô chú anh chị à, với lại rau sao là nó ăn cà chua bi. Ôi nhìn công nhận nướng bằng cái lò nướng của chú anh chị, cái màu heo nó đẹp gì đâu luôn á. Bữa nay là tranh thủ ăn cơm sớm 11 rưỡi đó của chú anh chị, mà giờ Dung có 3 người khách ngồi trên sảnh rồi đó, không biết ăn cái gì mà sớm dữ không biết. Moi servi à midi à. Moi j'ai ouvert le restaurant à midi. Alors mon tête je te sers. Tout roule nous tout. Je nous tout. Xin chào ba cô chú. Thịt bò là bùa ấy.
Ba ông khách vào sớm lúc 11 giờ rưỡi cô chú anh chị, mà Dung mới 12 giờ Dung mới bán nha, tại vì giờ Dung ăn cơm thì ổng gọi một chai rượu ra, xong rồi mình đem bánh phồng đậu phộng rồi này kia cho ổng ngồi ổng nhắm, thì ông xã Dung đem nó đem thịt heo quay lên cho ông khách ông nhắm rượu. Ngủ ở nhà rạp 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 luôn đó cô chú anh chị. Sa Sa ăn đi con. Luôn thử này luôn. Luôn. Thử em. Thử miếng ngon. Sarah, comment que pas quelque chose sur le riz? Ông xã Dung thì nói là cái này có nước sốt nữa, thiếu nước sốt đó cô chú anh chị. Hồi nãy Dung định làm nước tương nhưng mà nước tương mình làm á, nhưng mà quần quần cái khách vô cái ông xã Dung hối ăn cơm, thôi lên bàn ăn luôn. Hôm qua thì Dung đăng video, Dung nói với cô chú anh chị là Dung đi khám cái vai của Dung mới cô chú anh chị. Trời ơi, nghe bà đầu ghê luôn á. Thì mình đi khám xem là bốn con vít nó nằm yên chưa, mà bác sĩ nói là vết thương của Dung đang bị viêm. Tức là nó sưng, nó đỏ với nó nóng đó cô chú anh chị. Với lại kiểu như mà Dung làm quá đó, rồi với lại mình khi mà mình mặc áo len á thì cái len nó cạ vô trong cái vết thương của Dung của chú anh chị, nó làm cái vết thương của mình nó sưng, nó đỏ lên. Bây giờ ổng phải cho thuốc Dung bôi với uống xong rồi cho cái vết thương nó không có bị phồng lên nữa đó cô chú anh chị. Sốt là nước tương á. Et tu mets la sauce, ça fait sauter. J'ai pas de... Non, mais comme tu veux sauter. Non, pas la sauce. Hein? Nuit-tout. Nuit-tout, on peut pas vite, on peut... On peut bien me le couper, s'il te plaît. Ah, pardon. Nuit-tout, cái này, heo quay, mình hỏi là... Ăn cái nuit-tout mà nó cũng có chú anh chị. À, ông Tây kêu làm cái nước sốt phải ăn kèm mà ông ăn nước tương thôi, nhưng mà ông không ăn cay thì nên Dung để nước tương tươi thôi. Maman, est-ce que ça va sur la 10? Oui. Et sur la 21, ça va? Et Gigone, c'est mouru. Et sur la 20? Maman, quand tu m'as le porc. Maman, quand tu m'as le porc, il va bien. On mange avec nous. Le porc, les coutillants, c'est succès, ça. C'est trop bien. Non. Il faut pas qu'il se trouve plus non plus parce que vous savez. Ah oui. Ça va bien là. Ouais. Le même. Charlie. Bah, va papa. Ouais. Charlie met la saucisse sur le riz. Sinon je regarde. Arrête là. Ok. Merci. Non mais lui il y en a là, le tourne là haut, c'est fou là. Ça, la campagne a marché au mariage. Pré-mariage. Du quê, cô chú anh chị, du quê Dung là bánh hỏi heo quay là ăn vào dịp đám hỏi, đám cưới rồi kia đó. Mà không quay ở nhà đâu, mà lại tiệm mấy cô chú anh chị người ta quay heo nguyên con á. Rồi đi qua đàn gái hay gì đó rồi xong rồi chặt ra đãi khách luôn. Luôn luôn nó nhai rạo 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 vậy. Dạ. Dạ. Sao sao đi? Cái phát cái
tiên Dung làm thử với cái lò nướng không dầu á chú chị ơi, làm thử thôi làm sao biết rồi mình quay nhiều hơn. Cái lò này nó cũng nhỏ đi bê chi sẽ được đi biết rồi được sẽ có chiếc cái cửa papa. On dirait manger des dents. Quá trời luôn, cô chú anh chị thấy vợ chồng Dung ngồi ăn có im đâu, điện thoại liên tục. Thì qua dịp lễ này xong rồi mình nghỉ ngơi. Hai bữa cơm ăn cũng đâu có trọn vẹn đâu chú anh chị. Tạm biệt kìa cô chú. Giờ ông xã Dung đi lấy đồ ăn cho khách, order cho khách để ngồi từ 11 giờ rưỡi tới giờ 12 giờ đúng rồi, mình phải đi lên mình lấy em phục vụ người ta. Thì Dung cũng xin dừng cái video tại đây và Dung cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian cơm trưa cùng với gia đình Dung. Bây giờ Dung đi làm đồ ăn đem về nữa, điện ngay Dung 12 giờ trưa. Da đúng không Dung? Da không? Da con da đúng không? Dạ. Dạ heo. Nha. Ừ. Papa. Yum. Lăn. Nướng bằng cái lò không dầu của chú anh chị, Dung thấy thịt nó rất là mềm luôn nha, nó không có bị khô như mấy cái lần mình nướng là nướng kia. Tại vì khi mà mình lót với bạc á, cái nước mỡ nó rút xuống của chú anh chị thì ở dưới nó làm cho cái thịt của mình nó mềm đi đó. Còn nếu mà nướng bằng cái lò bình thường á là mình phải đút một cái khay nước vô, nếu không là nó bị sẽ bị khô thịt mình nướng cái bạc. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và Dung xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ăn cơm cùng với gia đình Dung bữa cơm á, ăn chạy ra chạy vô đó cô chú anh chị ơi. Dung tạm biệt cô chú và hẹn gặp lại trong video lần sau. Thì hôm nay Dung rất là vui là mình quay heo thành công bằng cái nồi chiên không dầu đó cô chú anh chị. Thì lần đầu tiên mà Dung xài cái nồi này luôn, mà Dung mua cái nồi này. Dung xài đúng một lần là Dung nướng khoai tây. Nướng khoai tây xong mà ngu lắm, không có chế dầu, chế chút dầu ăn vô nó queo như khúc củi vậy đó. Xong rồi ông xã Dung chê nói trời khoai tây gì mà dở cái gì vậy. Tụi nhỏ cũng không ăn luôn, là mình bỏ nguyên cái nồi khoai tây nướng ha. Lần đó là thôi chị đóng thùng dẹp luôn, cô chú anh chị bờm đâu có xài nữa đâu. Làm nướng thử bằng cái nồi chiên không dầu thì thấy là rất là tuyệt vời luôn. Này con nói cho bà cô chú cái nghe ngon không? Tâm đi con bà cô chú. Ngon không? Nhưng nhà ngon nhá cho mình cơm ba cô chú xin chúc sức khỏe bà cô chú, chúc sức khỏe ba cô chú. Dung chúc cho cô chú anh chị có buổi chiều vui vẻ bên gia đình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Cô chú anh chị và các bạn yêu thích gia đình Dung thì cho Dung xin một nút like, một nút đăng ký ủng hộ kênh. Dung cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà.